Xin chào các bạn đã quay trở lại kênh của mình. Mình là Viên Nẻ, thì hôm nay tôi đã tiếp tục cái quả bóng to khổng lồ nhá, là truyền đi truyền lại xem ai là người vào nhiều hơn là người chiến thắng. Thì hôm nay tôi bắt cặp nhá, thì cho anh Côn với cả Hiếu Tô Tề là một cặp, okay, tôi với Vương Quật là một cặp nhé các bạn nhé. Thì ai là vào nhiều thì hôm nay tôi sẽ cho phần thưởng các bạn nhé, 500k. Ai vào nhiều hơn đó thì vào đâu. Ngon 500k ngon. Tôi gánh với thằng Hiếu thì thừa được rồi các bạn ạ. Chỉ sợ là bác Ngọt không gánh được thằng Vinh thôi. Còn thằng Hiếu này tôi gánh nó quá là nhẹ nhàng rồi. Thằng Hiếu nó cũng có năng khiếu một tí rồi các bạn. Thằng Hiếu nó năng khiếu đến đây thì thằng Vinh nó chỉ năng khiếu đến đây thôi. Nhưng tôi không phải gánh nhiều. Không nói nhiều nữa, giờ xem đội kia gánh gì nhá em nhá. Vinh ơi, hả? Mày gánh câu gì khét khét ra xem nào. Thì các bạn ơi, thì đánh cái này quả bóng to kia nó hơi khó các bạn. Khả năng thì cũng... Hiếu cũng khả năng cũng không ăn được, cũng khó đánh ở đầu. Tôi mới Vương Ngọt thì cái này tôi đánh quen rồi, khả năng nhà tôi cũng ăn được. Thế thì mày bảo đội kia về xem là mỗi anh em cao mét bao nhiêu phải đặt gỗ dần đi. Đúng rồi. Thôi, anh em mình đúng luôn nhá. Rồi, không nói nhiều. Rồi các bạn, thì là mỗi một đội là có 10 lượt chơi các bạn nhá. Ok, bây giờ tôi sẽ vào bắt nhá. Lượt đầu tiên. Các bạn ơi, thì Hiếu đứng ở kia, tôi đứng ở đây. Chúng tôi đánh đầu qua lại ấy. Rồi đến cái dép này thì chúng tôi phải dứt điểm bằng đầu. Rồi, đội là vào nhiều đấy là đội chiến thắng. Vừa đấy thằng Vinh nó nói không gió thì tôi nói cho các bạn gió nha các bạn nha. Được chưa? Rồi. Rồi, quả đầu tiên là chúng tôi nha. Rồi. Rồi, đánh đi. Đánh. Ôi ôi. Không vào, bạn không vào nhá. Một quả không vào. Thôi các bạn ơi, quả tôi bay không khác gì giống Van Persie. Bay ở góc kia Vinh không tới được rồi, nhưng mà rất tiếc bóng nó trúng vào xà ngang các bạn. Quả bóng này to thế, bắn nó bao nhiêu? Quả thứ hai. Lên cậu ơi. Đâu? Mày ơi. Chết. Hai một. Tôi truyền lại cho Hiếu thì hay. 3-1 hay 4-1 nhỉ? 4-1. 3-1. Rồi, 3-1. Rồi, quả thứ 4. Bắn lên. Rồi. Cứ bóng không rơi nữa là được các bạn. Chạy vùng quanh sân được các bạn nhá. Đây, tôi còn thì vất vả thế thôi. Cố gắng lên Hiếu ơi. 4-1 à? 4-1. Rồi các bạn ơi, chúng tôi chơi là cứ bóng chạm đất là không có cơ hội dứt điểm nha. Rồi. Cố gắng lên. 4-1, quả thứ 5. Đánh kìa, em bay à, đúng rồi. Một phải nhờ các bạn nhỉ. Rồi. Thế còn 5 quả nữa chúng tôi phải cố gắng mới được. Cố lên. Mình tính ra cưa bóng cứ chập thẳng lên đầu ấy. Đấy nhìn thôi. Đấy rồi đấy. Này, em đánh này, bay người vào, bay người vào. Này, này, này bay người này con ơi. Quả bay người rất là đẹp, nhưng mà căn bản là bóng này nó là nó hơi nó đi chậm nên thủ môn bắt được các bạn ạ. Rồi, 6-1. Thôi Hiếu ơi, em không có năng khiếu đâu. Em cứ truyền ra cho anh dứt điểm cho hiểu không? Rồi, anh nào lên vào em phải bé ra trước cho anh nào vào. Rồi. Anh cuốn này. Đánh cuốn này. Thằng Hiếu nó truyền hai thế này làm sao mà đánh được các bạn ơi. Rồi, Hiếu vừa thôi, tôi vừa bảo rồi Hiếu cái em tí. Hiếu ơi, đừng cái. 6-1 hay 7-1? 6-1. Bác mặt nhớ 6-1.
Hiếu nhiều vậy à? Anh đã bảo rồi, mày chuyển lại cho anh dứt điểm cho ra này. Anh anh côn để anh côn thứ hai trong kia kìa. 71 rồi đây. Ông của anh còn anh em mình chỉ toàn khai nhá, anh xuống sâu này xong em hất lại đấy cho anh. Nào nhá. Đúng rồi. Ờ các bạn ơi. Hất lại kẻ hất lại sâu với nào chúng nào. Tôi mà muốn chiến thắng còn 3 quả lớn chúng tôi phải vào hết rồi. Nếu mà 3 quả lớn vào hết thì chúng tôi vào 4 quả còn có cơ hội nhá các bạn nhá. Rồi. Lên. Cái lưới đâu gần. Chủ động luôn đi. Các bạn ơi, các bạn thấy Hiếu thế nào? Hiếu ơi, có chỗ nằm lại không Hiếu ơi? Chắc là trước tôi trẻ rồi tôi gánh được thằng Hiếu nhưng mà giờ mỗi năm tôi sức khỏe một yếu dần tôi không gánh được thằng Hiếu rồi các bạn ạ. Hiếu nó lặng quen cơ. Khả năng Hiếu tôi còn lặng không, không kém thì Vinh đâu các bạn. 8 quả mới vào 1 thôi. Cố gắng lên Hiếu ơi. Rồi. Rồi các bạn ơi, quả cuối cùng. Cố gắng lên Hiếu ơi. Hiếu. Lại đi. Đấy. Quả bóng này nó hơi to, nó cực cảnh lắm các bạn. Ờ các bạn ơi. Còn bên lại đi. Không. 10 vào có 1 thôi. Nhưng mà để đội Bác Ngoạt với Vinh đánh đầu tôi bắt thì tôi khẳng định với các bạn chắc như lịch không vào quả nào. Giờ sẽ là 10 quả của đội tôi nhá. Vinh ơi. Hả? Mày luôn luôn nhớ trong đầu là mày không bao giờ được dứt điểm. Không bác ơi. Cháu cái này cháu sẽ được nhập. Thế là cháu thích điểm được. Tao xin mày đây. Cháu không đi Hiếu đâu, thật khả năng cháu mạnh hơn Hiếu cái chất. Rồi. Rồi. Rồi bắt đầu nhá. Tôi vẫn phải cho bác Ngoạt xin điểm các bạn. Rồi. Rồi. Tôi nghe tôi chuẩn rồi. Đấy. Thế lại một bài. Tôi thế lại 100 quả không vào quả nào các bạn ạ. Quả đấy bác phải chuyển lại cháu. Rồi, một quả không vào các bạn ơi. Quả không vào nhá. Cố gắng lên bác ơi. À, từ bóng đơn méo bóng ấy. Này. Mình đi. Xem vào đây. Nào, vào đâu, vào đâu. Mày đánh đu, mày đánh đu. Quả đấy cô cho cô, trên nó sao được nữa. Húc gì, húc thẳng. Đỡ vào được các bạn ơi, đội này đá tình hình như thế, đỡ vào được. Không, cái này nó cũng hơi khó thật các bạn thôi. Quả đấy tôi đã bảo là tôi thắng là tôi thắng 100% rồi nào. Đúng rồi, tôi còn nhiều mà các bạn. Em ơi, đừng dứt điểm nữa trong đầu thế. Dạ. Chưa đây. Không, quả này hiếp xuống tao rồi. Yeah, yeah, yeah. Họ bốn cơ. Đúng vậy, có gió thật mà các bạn, tôi đánh tụt hết đầu xuống rồi. Em ơi, vừa lấy đội anh đá cũng có gió em ạ. Thế ý là có bảo gì đâu. Vinh, mày không biết đánh, đừng đuổi tôi thiên nhiên nào. Rồi. Quả thứ mấy rồi? Quả thứ 4 rồi. Quả này quả thứ 5. Rồi. Bây giờ tí mày leo cách cái dép kia khoảng tầm 1 mét để tao lao vào nhá. Rồi, ok. Rồi, nào, chuẩn bị nào. Rồi, chạm lên. Quả này lấy quá. Nhân quả lỗi quá các bạn. Đây đã bảo rồi. Không vào quả nào. Thôi cố gắng lại các bạn ạ. Chẳng nghe đội tôi thua. Được bao một quả. Các bạn ơi, Bác Ngọt đang lãn nữa là học trò Vinh tiền nẻ. Bác Ngọt cứ lầm bầm thằng Vinh nó đéo biết liêu cái thằng này nó ngu thế. Cứ lầm dầm nói to lên làm gì mà nói nhỏ. Thôi thôi. Thằng này ngu ấy, không cần biết lêu đùa. Không phải các bạn, quả bóng mày nó khi thế nào ấy cả. Thôi không sao, em tự tin nói nào. 6 quả rồi nhá. Quả thứ 6. Quả thứ 6, bây giờ quả thứ 6. Bây giờ là quả thứ 6 nha các bạn nhá. Bây giờ quan trọng là Vinh phải lêu được cái gần cuối kìa, tôi mới dứt điểm được. Bắt đánh đầu bóng bóng lên đây này, tao tao còn phải lùi lại này. Thế mày không biết di chuyển à? Có bóng mà nó lệch tới đây. Các bạn ơi. Các bạn ơi. Hai thầy trò không đoàn kết rồi các bạn ạ. Rồi, thằng Vinh nó không biết di chuyển, nó phải đứng tại chỗ để dâng miệng nó tận vào mõm rồi nào. Đúng rồi. Di chuyển đi. Đây. Kìa, chuyển lên, chuyển lên. Ui ôi. Chuyển lên, con lại. Tôi xoay bên này rồi, cái quả bóng cũng kiểu gì ý thật. Hai thầy trò đoàn kết vào, đừng đổ tội ra nhau. À, các bạn thấy tôi mới hiểu có đổi lối ra nhau không ai? Các bạn đổi lối ra nhau à? Các bạn bao biết tôi làm thầy Vinh bao năm mới khổ như nào. Quả bóng này nó to, nó khó thật các bạn. Đội anh còn thì vừa ăn may sao các bạn? Được đi để gánh Vinh này để đủ chết rồi. Quả thứ 7 nha các bạn nhá. Ba quả này phải cố gắng vào 2 thắng được. Chuyền lên. Đây. Chuyền lên, chuyền lên. Đây. Bình tĩnh, làm lại. Đây. Ui giời ơi.
không mặt anh số như thế thì thôi anh được. Quả này quả thứ 8. Có nhỉ, có nhỉ. Mày phải di chuyển, mình nhìn thấy quả bóng đâu, mày phải di chuyển vào như lúc đầu. Ôi, chuyển lên, chuyển lên. Đấy. Chuyển lên, chuyển lên. Đấy, chuyển lên. Ôi, ôi. Ủa thật các bạn. Không các bạn. Quả bóng là thật ra, có thật các bạn. Có thật. Vẫn chửi em Vinh. Không phải, không phải chơi mà. Bà ngoài vẫn đang lầm bầm đấy các bạn. Ừ, đang lầm bầm chửi đấy. Vinh mới bảo thôi, chỉ để tổ hải. Mà quả này nó to thật các bạn. Quả này to, không lấy được, nó đặt bên nó bọc thôi. Bây giờ là quả cuối đúng không? Quả thứ 9. Quả thứ 9, 2 quả luôn. Vẫn còn cơ hội, chiến thắng lẽ vào cả 2. Căn bản là Vinh nó lêu, nó không đẹp, nó không chuẩn đi. Mày phải nhìn quả bóng, mày di chuyển như này. Ok. À, đẹp lên, đẹp lên. Hay thế. Rồi, rồi, đẹp lên, đẹp lên. Hay rồi. Hay rồi. Chơi, 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 lâu đây. Hay rồi. Quả đây bắt thế đi vào được. Quả đây bắt thế đi vào được. Ai các bạn rồi, luôn luôn phải đẩy tận mặt ra để mình nhảy vào mình hút mới được. Nó ngoặt quả đi. Tận đây em, rồi em lao vào đây. Ờ các bạn ơi, đội bạn vào quả này thì cũng chỉ hòa thôi nhá. Nếu mà không vào là thua luôn. Các bạn thật, thực ra là đúng là bọn tôi tấu hòa thật các bạn. Không gánh được Vinh rồi nào. Quả thứ 10, quả cuối cùng nhá anh Ngoạt, mấy Vinh cố lên. Thôi, đấy. Gặp mình đi, đi, đi. Rồi, thôi. Leo lên, leo lên. Đấy. Siêu. Mau được quả con đấy. Bạn con nó đi nhảy theo cái kia thì. Thôi các bạn. Bây giờ hòa nhá, thì bây giờ chúng tôi sẽ đánh 3 quả nhá. Xem ai vào hơn. Quả tôi cố tình thả để cho nó kịch tính hay không ấy. Rồi, giờ sẽ mỗi đội sẽ đá 3 quả nhá. Rồi ok. Rồi Vinh Minh Hoàn đá trước. Rồi. Các bạn này thì đội tôi đá trước 3 quả, đánh đầu trước 3 quả nhá các bạn nhá. Rồi. Rồi. Đó. Rồi. Tốt. Nào, lên 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 lên. Đấy. Nào bạn lên lên quả lại, lên quả lại, lên quả lại. Quả các bạn ơi, quả đã dùng tay đó, quả mà luôn. Có thẻ đỏ đâu, thẻ đỏ. Thẻ đỏ đâu, kia kia, cái thằng đỏ kia. Dám là chơi ăn dạt. Không phải, Vinh nó đánh sát vào gôn quá, không chạy kịp được. Quả bắt cứ lên lao vào thôi. Thôi, không kịp rồi, hai quả cuối cùng này của tôi phải cố gắng nhé mọi người. Thôi, nói chung là để ý vào, mày phải nhìn cả cái điệu kìa. Rồi. Đưa quả thứ 2 nhá. Rồi. Rồi. Đẹp lên, đẹp lên, đẹp lên. Đẹp lên, đẹp lên, nằm lại, đẹp lên, đẹp lên. Đấy. Đẹp lên, đẹp lên, gần gần đi đâu. Không. Đấy, đây. Ôi giời. Quả đẹp thế. Đâu. Đâu. Lừa gấp rồi. Hai quả chưa vào vào, thôi quả này cố gắng vào này. Cố gắng các bạn đi. Đấy, cứ như thế thôi, còn ăn đấy các bạn. Rồi, cùng nhá. Không tiến triển đấy. Rồi. Tốt. Nào, lên, lên, lên. Ê, đúng chứ. Đâu. Rồi, mà còn ta chạy khắp nơi. Vinh là đổ cho tôi rồi ạ. Ba quả không vào quả nào rồi, Hiếu nào vào để dứt điểm trận đấu. Cứ chiến thật đấy Hiếu ơi. Ấy sát vào là anh bay người thì mới được. Đấy, Vinh, Hiếu nó còn biết đánh hơn tí ạ. Ờ, phá lỗi thủ môn này các bạn này. Ngang cái thằng Vinh thằng Hiếu này các bạn. Không vào nhá. Đánh thế vào gì đây. Quả này chiến thắng anh cô này. Tiến lại chiến thuật nhá. Quả thứ hai. Không vào nhá, quả thứ hai này. Ăn chặt. Rất là đơn giản thôi. Đấy, đấy đẹp này nhỉ. Húc. Húc đi mày. Quả cái tân này. Một thằng này làm sao tới là. Quả lấy cái đấy chứ. Quả lấy sao chọc. Hiểu không? Đồ đỏ. Anh có một thẻ đỏ nhá. Đấy, thẻ đỏ à con ơi. Quả này vô địch cho anh cô này. Thứ ba cố gắng lên. Tốt. Đang đứng lại rồi. Hiểu không? Một một. Anh cô này. Mày đây mày rồi con ơi. Khó à. Mày lại mày lại. Mày là quả ấy tôi hơi hơi lỗi các bạn. Ở góc đấy thế thì bắt mặt đem máy quay lại đây. Đứng đứng. Rồi các bạn. Cái chỗ đó các bạn chán rồi, bác Ngoạt có cái gì đây? Có mùi nhọ nhùi. Chán em đấy á? Có hết rồi. Mày có đánh mấy đâu? Ừ, thế có. Mày toàn hút vào giữa đầu. Rồi các bạn ơi, thì khả năng là đội anh Côn chiến thắng thì có gì tốt. Em ơi, khả năng gì chả chiến thắng rồi, khả năng cái gì? Là khả năng đi chắc lịch thế đấy chứ. Mà sao là chiến thắng rồi, vẫn có khả năng. Các bạn ơi, thì đội anh Côn là người chiến thắng nhá. Thì có gì tí nữa em trao thưởng sau. Thì khả năng tôi sẽ kết thúc video tại đây nhá. Các bạn nào mà thấy video thú vị mà hay hãy cho tôi một like.
một chia sẻ và đăng ký và ủng hộ kênh thôi. Xin chào, bye bye.